Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng dữ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài giảng hôm nay chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói về nội dung của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, và phần thứ hai sẽ có những giải thích ngắn về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Phần thứ nhất, nội dung của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trước hết là trình bày một cái thế giới hỗn loạn, bất an. Trên thế giới này, thường thường thì có các cuộc biểu tình thể hiện một cái sự bất bình sâu sắc nào đó ở trong một cái xã hội. Lại có những cuộc di dân, nhưng mà rất đau buồn, những cuộc di dân trái phép gây chết người. Và có những cơn dịch bệnh lạ lùng như ngày hôm nay chúng ta đang thấy. Những việc đó chứng tỏ có vô số đòi hỏi của con người, chứng tỏ sự lộn xộn và chứng tỏ cái sự không ổn định trong đời sống con người của chúng ta. Và ngay cả phúc âm ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay cũng nói với chúng ta một cách chính xác về cái sự bất ổn đó. Nói về một dân tộc, nói về loài người chúng ta hốt hoảng, lúng túng trên trời, mặt trăng như thế nào, mặt trời như thế nào, dưới đất như thế nào, vân vân. Trong bài phúc âm đã kể, thì Chúa lại mời gọi, kêu gọi mỗi người chúng ta đừng sa vào rượu chè say sưa và những lo toan của cuộc sống. Và chúng ta tin rằng lời Chúa nói với chúng ta đúng với những gì mà chúng ta đang trải qua. Cái rủi ro lớn cho ngày hôm nay đó là chúng ta bị cuốn vào trong tất cả những tình trạng hỗn loạn này. Và đến ngày này, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta cũng lo sợ những chuyện không tốt sẽ tăng tốc khi ngày lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sắp đến. Nhưng mà
trong một cái thế giới bất an đó, Chúa cũng an ủi chúng ta, Chúa khuyên chúng ta, Chúa bảo chúng ta. Trong phúc âm Thánh Luca kể lại, Thánh Luca viết như thế này: khi những điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Tại sao? Vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến. Chúng ta đứng thẳng và ngẩng cao đầu, chúng ta được mời gọi vươn cao lên khi đối với sự dữ, đối với những sự kiện, những biến cố của thời gian này, vì giờ cứu rỗi của chúng ta đã gần đến. Đứng dậy và ngẩng đầu lên trong cái tư thế là tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Mùa vọng là cái thời điểm thích hợp để chúng ta lặp lại, làm lại, thực hiện những lời mà Chúa Giêsu khuyên chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện để chờ ngày Chúa đến cứu rỗi chúng ta. Bài đọc 1 nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ đặc biệt của Thiên Chúa với dân tộc Israel, được ký kết bằng giao ước ở sa mạc. Chúa sẽ hứa ban một đấng cứu độ. Bài đọc 2 và bài tin mừng khuyên chúng ta luôn luôn sẵn sàng sống theo mệnh lệnh của Chúa, để chúng ta không ngần ngại ra đón tiếp Chúa khi Chúa đến. Chúng ta chờ đợi Chúa đến không phải vì sợ hãi, mà hy vọng rằng Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta sẽ thực hiện những lời mà Ngài đã hứa với chúng ta để giải thoát chúng ta. Đến phần thứ hai, anh chị em thân mến, năm nay một cái điểm mới sẽ có một cuộc thượng hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16 2023. Ở giai đoạn 1 là ở giai cấp giáo phận, giai đoạn 2 là ở giai cấp châu lục, và giai đoạn 3 là trên toàn thế giới. Ở tại Việt Nam, giai cấp giáo phận thì Hội đồng Giáo mục Việt Nam ấn định ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng ngày 28 tháng 11 năm 2021 hôm nay là lễ khai mạc. Dựa theo tài liệu của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, tôi xin lặp lại những cái điểm chính. Điểm thứ nhất, chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 16 là gì? Thưa, chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 16 là hướng đến một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Như hồi nãy ở đầu lễ thì chúng ta được giới thiệu về cái chu kỳ của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Trong cái chủ đề này có những từ mà chúng ta cần nên biết. Một hội thánh hiệp hành. Hiệp hành có nghĩa là gì? Đây là một cái từ ngữ gây tranh cãi. Nhiều người dịch là đồng nghĩa, nhiều người dịch là đồng hành, vân vân. Nhưng mà đa phần chấp nhận cái chữ hiệp hành. Hiệp hành ở đây là cùng đi với nhau. Giáo hội hiệp hành được diễn tả như là một giáo hội biết lắng nghe, chú ý lắng nghe, chứ không phải nghe suông rồi bỏ. Hội thánh hiệp hành là toàn thể dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cùng nhau tiến bước trong khi lắng nghe Chúa Thánh Thần và lời của Chúa. Toàn thể dân Chúa hiệp thông với nhau và tham gia sứ mạng. Hiệp thông với nhau, tham gia sứ mạng của hội thánh. Sứ mạng đó là sứ mạng loan báo tin mừng, làm cho nhiều người biết Chúa. Cái con đường đồng hành này là cách hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của hội thánh với tư cách là dân Chúa lữ hành và truyền giáo.
hiệp hành. Cho nên một mình giáo sĩ không cũng không đủ, một mình tu sĩ không cũng không đủ, một mình giáo dân không cũng không đủ. Cho nên cần toàn thể dân Chúa hiệp hành để có cái hiệu quả tốt nhất. Điểm thứ ba, cùng đi với cái từ hiệp hành, Thượng Hội đồng Giáo mục nói tới ba từ ngữ nữa, ba việc làm nữa, đó là hiệp thông, tham gia và sư vụ. Điều này có nghĩa là gì? Ba cái chiều kích này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chiều kích này bổ túc cho hai chiều kích kia, vân vân. Hiệp thông, cội nguồn sâu xa nhất của sự hiệp thông mà chúng ta muốn chia sẻ phát xuất từ tình yêu và sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Giêsu Kitô là đấng hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu Kitô là đấng liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh Thần. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đều có vai trò của mình trong việc phân định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Từ ngữ thứ hai là tham gia. Mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng. Cái việc lắng nghe này tạo ra không gian để chúng ta cùng nhau nghe Chúa Thánh Thần. Trong hội thánh hiệp hành, toàn thể cộng đồng được kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định và góp ý về cái việc đưa ra những quyết định phục mục vụ phù hợp hết sức có thể theo đúng ý muốn của Chúa trong cái thời gian tới. Và từ ngữ cuối cùng là sứ mạng. Hội thánh hiện hữu thi hành sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa ở giữa toàn thể gia đình nhân loại. Hiệp thông, sau đó là tham gia, để giúp cái sứ mạng của hội thánh tốt hơn. Sứ mạng làm chứng cho tin mừng, sứ mạng đó là rao giảng tin mừng cho những người sống ở những vùng kém mở mang, chưa bao giờ được nghe tên Chúa Giêsu Kitô. Và điểm thứ tư, thì đâu là những thái độ cần phải có khi tham gia cái tiến trình xây dựng hội thánh hiệp hành này? Những thái độ cần phải có đó là toàn thể dân Chúa biết lắng nghe nhau, chia sẻ, đối thoại, giúp cho cái vấn đề đó trở nên phong phú hơn. Phân định, khi mà có cái vấn đề được nêu ra thì chúng ta phân định điều nào tốt, điều nào xấu, tuân giữ hay là từ bỏ. Cái đến là cái thái độ cần phải có, đó là bỏ đi cái tính tự mãn. Như vậy là đủ rồi, thưa chưa đủ đâu. Nâng cao cái niềm hy vọng trong tương lai. Và ngược lại, cái điểm thứ năm, đâu là những cám dỗ cần cảnh giác. Hồi nãy là thái độ cần phải có, bây giờ ngược lại, đâu là những cám dỗ cần phải có, cần phải cảnh giác. Thái độ thứ nhất, cám dỗ thứ nhất, đó là chủ nghĩa duy cá nhân. Chỉ có tôi là đúng, mấy người khác không đúng. Thái độ nữa, cảnh giác nữa, đó là luôn luôn có cái nhìn tiêu cực, không bao giờ thấy cái điều tốt trong anh em, trong cộng đồng. Rồi cám dỗ cần phải cảnh giác nữa, đó là xung đột, gây chia rẽ, hay là chỉ biết lắng nghe một số người thôi. Tại vì mình đề cao cái phe mình, nhà mình, gia đình của mình thì chỉ nghe những người đó thôi, không nghe cái phía bên kia.
Và cái cám dỗ cần phải cảnh giác nữa, đó là chỉ thấy khía cạnh của con người mà không thấy khía cạnh của giáo hội và của Thiên Chúa. Điểm thứ 6, 10 cái chủ đề được thực hiện trong tiến trình hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Rất là dài. Ở đây tôi chỉ đọc cái lời tựa cho 10 cái chủ đề này để mà chia sẻ trong những năm tháng sắp tới. Chủ đề thứ nhất, bạn đồng hành trên hành trình sẽ ra đi sứ vụ. Nghĩa là khi ra đi rao giảng tin mừng, mình đi với ai, đồng hành với ai. Thứ hai, lắng nghe. Thứ ba, phát biểu. Thứ tư, cử hành. Nghĩa là cử hành phụng vụ. Thứ năm, chia sẻ trách nhiệm. Thứ sáu là đối thoại trong giáo hội và trong xã hội, hòa mình, sống với nhau đấy. Thứ bảy là đại kết. Nghĩa là đối với những anh em cùng là Kitô giáo, chẳng hạn như Tin Lành, Chính Thống giáo, Anh giáo, thì chúng ta sẽ có cái chủ đề đối với những anh em đó chúng ta phải sống như thế nào. Thứ tám là tham gia, uy quyền. Thứ chín là biện phân và quyết định. Nghĩa là sau khi có những vấn đề, phân tách ra cái tốt cái xấu và quyết định thi hành. Thứ 10 là tự đào tạo trong cái tiến trình hiệp hành. Mỗi người cần phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng để chúng ta có những ý kiến đóng góp tích cực. Và còn nhiều điểm khác rất là dài. Tạm thời tôi xin vắn tắt 6 điểm đó thôi. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa hướng dẫn và giúp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, từ giai đoạn giáo phận đến giai đoạn thế giới, hoàn thành với những việc gặp gỡ, lắng nghe, phân định mới để hiệp thông, tham gia và sứ vụ thực hiện được trọn vẹn và tốt lành hơn.